Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Nhất quán quan điểm đó, trong những năm qua, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, quân đội nhân dân, lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã nhận được sự hỗ trợ và vào cuộc tích cực của các ban, bộ ngành và các địa phương. Cuối tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật lực lượng dự bị động viên. Trong thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân đã được ban hành như luật quốc phòng, luật dân quân tự vệ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các ban bộ ngành và các địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân đảm bảo chặt chẽ, đúng với quan điểm toàn dân, toàn diện của Đảng. Trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội nhận được sự phối hợp tích cực của công an. Hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng của đất nước, phối hợp tổ chức diễn tập sát thực tế các phương án quốc phòng an ninh, tích cực tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Mối quan hệ mang đậm bản chất cách mạng giữa quân đội và công an là yếu tố quan trọng để xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thì hai lực lượng này phải gắn chặt với nhau. Nếu không gắn chặt với nhau thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Có những nội dung thì quân đội phải hỗ trợ giúp đỡ cho các lực lượng công an xác minh đối các trường hợp liên quan trong quân đội. Ngược lại, đối với công an thì hỗ trợ giúp đỡ quân đội trong vấn đề xác minh các đối tượng ngoài xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh. Từ năm 2009 đến năm 2019, cả nước đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 3,8 triệu lượt người, giáo dục quốc phòng an ninh cho gần 37 triệu lượt học sinh sinh viên. Chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh được tăng cường, đã góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho các tầng lớp nhân dân. Do đặc thù của cái môn học này là môn học mà phải có tính trải nghiệm để hiểu các quan điểm của Đảng cũng như xây dựng lòng yêu nước, các kỹ năng quân sự cần thiết tham gia về Tổ quốc ấy, thì cái việc tổ chức các hoạt động cho phù hợp các lứa tuổi theo trải nghiệm quân sự quốc phòng an ninh là rất quan trọng. Thi đua thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, toàn quân đã giúp các địa phương trên 5 triệu ngày công, trên 3.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp hơn 38.000 hộ dân thoát nghèo, diện mạo kinh tế xã hội ở nhiều vùng nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, làm cơ sở để tăng cường tiềm lực quốc phòng. Bộ Y tế đã triển khai quyết liệt nâng cao chất lượng công tác kết hợp quân dân y ở các địa bàn trọng điểm quốc phòng an ninh, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, đảm bảo tốt sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang trong thời bình, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Trên mỗi phương diện, quân đội luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của các ban bộ ngành và các địa phương để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, một sức mạnh toàn diện của toàn bộ hệ thống chính trị. Mọi màu áo, lực lượng, mọi lứa tuổi chính là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo đất nước qua các thời kỳ luôn vun đắp để cùng nhau giữ nước.